Thưa quý vị thân mến, thì cũng khá lâu rồi Long không quay trở lại vườn của chú Tư Hồng để quay và gửi đến quý vị các cái tác phẩm ở đây. Thì như quý vị cũng đã biết được những clip trước thì Long cũng đã giới thiệu qua. Hiện tại chú cũng muốn giao lưu những cái tác phẩm ở đây, chú không còn muốn chơi những cái tác phẩm này, cũng vì lý do là chú cũng lớn tuổi rồi á, thì chú muốn giao lưu những tác phẩm ở đây. Thì về cái những tác phẩm cây của chú Tư Hồng thì quý vị cũng đã biết những cái tác phẩm cũng khá là đẹp đó quý vị. Thì hôm nay Long quay trở lại để quay những cái tác phẩm này cho quý vị bà con cô bác mình xem. Ai cảm thấy nó phù hợp thì mình có thể liên hệ với chú Tư để giao lưu nhé quý vị. Thì ở đây thì trước mặt quý vị đây có một cặp tùng. Cặp tùng là hạn phải nói là rất là sắc sảo luôn quý vị. Cây thì hiện tại chú lật lá đang đâm chồi lại, rất là đâm lọc lại, rất là đẹp. Thì Long cũng quay kỹ để cho quý vị và con cô bác mình nhìn. Cái này chắc đường huyền của nó cũng rơi vào khoảng tầm 60 thưa quý vị. Đường huyền cũng lớn. Nhưng mà điều đặc biệt thì nó có một cái đường thân nó quá là mỹ miều luôn. Đây, quý vị nhìn thấy cái tùng mà có cái đầu ngọn như thế này nó cũng... khó tạo tác lắm quý vị nhé. Nói là cũng rất là sắc sảo. Với cái bộ bông tai bông vàng như quý vị cũng thấy, nó rất là mịn và đều. Đấy, phần từng lớp rõ ràng luôn quý vị. Thì ở đây là một cây và bên kia một cây. Cây bên kia với cây này thì hai cây là một cặp. Nó đi một cặp với nhau. Nó tương xứng với nhau. Rất là đẹp thưa quý vị. Đấy. Thì hai cây là một cặp, nó có dáng thể giống nhau. Cái này để mà đặt vào trong một cái không gian rộng, một cái khu vườn rộng thì nhìn nó nổi hẳn lên luôn. Cây đã làm rất là chuẩn rồi, rất là chuẩn chu luôn rồi quý vị. Để Long đo sơ qua cái phần thân đế cho quý vị đấy. Nó rơi vào khoảng tầm 60 thôi quý vị. Tay cân đều và mình thì cây hiện tại đang còn cho đâm lọc, nhìn rất là sung mãn. Vườn chủ tứ thì thực ra Long cũng quay nhiều, nhưng mà thật sự đến với vườn chủ tứ thì không chê vào đâu được. Lâu lâu cũng một tháng thì Long vẫn cứ quay lại đây để đăng tải những clip liên này. Ngoài cái việc mà quay để giới thiệu đến quý vị bà con cô bác mình giao lưu những tác phẩm này, tại vì chủ tư chúng muốn giao lưu mà, thì ngoài cái đó ra thì những cái cây ở đây rất là đẹp, nên là Long quay lên này thì cũng có rất là nhiều quý vị bà con cô bác yêu mến và đón xem những tác phẩm này. Mình xem để mà chiêm ngưỡng cách làm cây, cũng như là nếu như mà ai mà muốn giao lưu thì có thể liên hệ để giao lưu. Nếu như mà quý vị nhìn qua những tác phẩm này thì chắc hẳn quý vị cũng đánh giá được những tác phẩm này là những tác phẩm có giá trị và tiềm năng. Nhưng mà hiện tại thì chú Tư chú muốn giao lưu nên là cái giá cả của nó rất là ưu ái, rất là mềm, rất yêu thương quý vị. Thì quý vị cứ nếu như mà ở xa thì chúng ta cũng cố gắng mình tới trực tiếp tận vườn mình đánh giá cây thì nó còn phê hơn rất nhiều, chúng ta nhìn trực tiếp thì nó còn đẹp và mỹ mãn hơn rất là nhiều quý vị. Thì đó là một cặp tùng ở trước này. Ở clip này Long sẽ quay cặp tùng này, sau đó Long quay lại một cây cần thắng và cây bồ đề ở ngoài kia. Thì những cái tác phẩm này cơ bản là những tác phẩm có giá trị và chú Tư chú cũng muốn giao lưu. Thì Long quay những cái tác phẩm này trước. Còn những tác phẩm kia thì quý vị, nếu như quý vị có thể truy cập vào kênh Châu Gia Long để xem lại, hoặc là cũng có thể trong thời gian tới thì Long sẽ tiếp tục đăng tải để quý vị và con của bác mình có thể chiêm ngưỡng ngắm nhìn những cái tác phẩm sắc sảo, những cái thay đổi mỗi ngày của cây. Cây thì mỗi ngày đều chú cũng làm rồi, cái dáng thế của nó thì có thể thay đổi, nên là Long quay lại để quý vị và con của bác mình được ngắm nhìn lại những cái đó. Rồi thì bây giờ
Long sẽ đưa quý vị và con các bác mình đến chiêm ngưỡng cây cần thăng và cây bồ đề ở phía ngoài kia. Đây thưa quý vị. Cây bồ đề và cây cần thăng này thì phải nói là không thể nào mà chịu được. Đây thưa quý vị, một tác phẩm cây cần thăng nha quý vị. Cây cần thăng khổng lồ luôn. Thế này đường huân thì nó cả trăm rồi, trăm một, khoảng 101 đó quý vị. Nhưng mà điều đặc biệt cây cần thăng này thì nó có những cái cành rơi và những cái tán cây nó rủ xuống rất là đẹp. Long những cái lúc chiếc trước á, Long quay rất là kỹ cái tác phẩm cần thăng này rồi, nhưng mà ở clip lần này thì Long vẫn tiếp tục quay lại, tại vì những cái thay đổi mỗi ngày của cây, những cái chồi, những cái cành bây giờ nó đã sinh sôi nảy nở ra, nó đẹp hơn, mỹ miều hơn nhiều. Long cũng ghé để quay lại cho quý vị và con cô bác mình tiền trong việc giao lưu, tại vì chủ tư chủ cũng đang muốn giao lưu những tác phẩm này á, thì Long vẫn tiếp tục quay để gửi tới quý vị và con cô bác. Đấy, Long đứng rất xa, đi ra rất là xa rồi mới nhìn thấy cái bóng của cái tác phẩm cây cần thăng này quý vị, quá xuất sắc, quá mỹ miều luôn. Tay cần thì không chê vào đâu được rồi, tất cả cái bóng cây đều nó được tạo cái cành rơi xuống quý vị. Đứng từ xa như thế này chúng ta thấy được cái tác phẩm quá dễ dàng luôn, phải không quý vị? Còn phía bên này là cây bồ đề. Cây bồ đề này thì điều đặc biệt thì cây này nó có một cái bồ đề khá quái. Long quay cũng khá là nhiều lần rồi, nhưng mà mỗi lần Long quay trở lại vườn chủ tư thì cứ muốn ngắm nhìn mãi cái tác phẩm này, tại vì nó là một tác phẩm quá đặc biệt, rất là xuất sắc luôn quý vị. Thì Long quay như thế này, nếu như quý vị và con bác nào mà trước đây đã xem clip rồi á, thì quý vị cũng có thể bỏ qua. Còn nếu như mà quý vị nào chưa xem clip trước của Long thì có thể xem lại kia, xem cái tác phẩm này quý vị nhé. Đây là những cái tác phẩm phải nói là kinh khủng. Chắc Long sẽ làm ở clip này thì cái bồ đề này, cái cành thăng và hai cây tùng là hạn ở trong kia. Còn Long sẽ lựa chọn một số tác phẩm về dòng máy chiếu thủy, những cái xuất sắc nổi bật thì để quay và gửi tới quý vị và các bạn. Đây thưa quý vị, cái này thì đó, như quý vị thấy được các cái bộ đề của nó kinh khủng, đề của nó đan xen nhau chằng chịt. Nó trước đây nó nằm trên hòn non bộ, nhưng bây giờ nó ôm tròn cái hòn non bộ rồi. Cái này chỉ thả nước vào là nuôi thôi. Cái này cái sự ổn định trên cái thân chầu này, chầu cũng rất là mỏng nha quý vị. Đây, như quý vị thấy chầu rất là mỏng, nó đã ôm cái hòn non bộ này rồi, rất là lâu đời rồi. Những cái thân rễ của nó ra cổ rồi, nó quấn víu ôm lấy cái thân chầu luôn quý vị. Đây. Kinh khủng. Long đi rất nhiều nhà vườn rồi, nhưng mà Long đánh giá cái tác phẩm cái đề này là một cây mà rất là đặc biệt và cây này rất là hiếm quý vị. Đây quý vị thấy cái đường rễ của nó ôm quấn lấy cái thân chầu luôn. Kinh khủng luôn. Quấn cái mặt ngoài thôi quý vị nhá, nó chưa không có bám ở dưới đâu. Những cái đường đan xen của các nốt rễ nhìn nó như một cái mảng khổng lồ luôn quý vị. Cây lớn, cực kỳ lớn luôn. Kinh khủng luôn mà. Đây là cái tác phẩm mà có phải nói là quá tuyệt vời. Biệt thì cái bộ phận thân đế này rất là độc đáo luôn. Quý vị cũng thấy được những cái nốt mà nó đan xen nhau, già cỗi lắm rồi. Nó cứ bám víu với nhau về là quý vị, ôm chặt cái hòn non bộ. Kinh khủng luôn quý vị. Thì đây là những cái tác phẩm mà gọi là phải nói là quá là tuyệt vời. Nếu như mà anh chị bà con cô bác mình ai mà yêu đam mê về cái dòng cây cảnh thì chắc hẳn biết được cái giá trị những tác phẩm như thế này, những tác phẩm đẳng cấp. Đây, Long đứng rất là xa để mà quay tổng thể về cái tác phẩm cây đề này, cây đề trắng. Rồi ở clip này thì
Như vậy Long đã quay giới thiệu đến quý bà con cô bác mình hai cái tác phẩm Tùng La Hán với cây Đề Trắng và cây Cần Thăng. Thì bây giờ Long sẽ đi sơ qua về cái khu vườn của chú Tư để quý vị và con cô bác mình ngắm nhìn lại một lần nữa. Sau đó Long kết thúc clip này tại đây. Long sẽ lựa chọn thêm một số cái tác phẩm cây mai chú Thủy mà đẹp á, thì sẽ quay và gửi tới quý vị vào clip sau. Thì ở vườn cây chú Tư Hồng á, thì như quý vị cũng đã thấy rất là rộng lớn. Tất cả những cây ở đây thì chủ đều muốn giao lưu. Thì với cái giá cả thì nó cũng yêu thương. Rất là nhiều tác phẩm nha quý vị. Tác phẩm nào cũng rất là nét, rất là cái đường cách làm rồi là cái tính giá của đối tính thẩm mỹ này, nhưng mà rất là mỹ mãn luôn đó quý vị. Tác phẩm săn nổi có thể gọi là rất là duyên dáng luôn. Rất là nhiều tác phẩm của giá trị. Sâm núi nó ôm lên nó bám quấn theo cái non bộ. Tác phẩm Mai Vàng Huỳnh Trâm Mốt, tác phẩm Mai Chú Thủy. Thì như vậy ở clip bên này Long đã quay khá chi tiết về 4 tác phẩm. Còn những tác phẩm bên này thì Long chỉ quay sơ cho quý vị và con cô bác mình ngắm nhìn lại một chút xíu thôi. Đó, rất là nhiều tác phẩm. Ngoài kia cũng còn rất là nhiều quý vị. Thì chú muốn giao lưu tất cả khu vườn ở đây, muốn giao lưu đến quý vị. Thì clip tới đây nó khá dài rồi, ông xin kết thúc clip tại đây nha quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong clip sau ạ. Cảm ơn quý vị rất nhiều.